cả cũng là nhà. Chào cả nhà đến với kênh của mình nha cả nhà. Hôm nay chồng của mình á ăn cơm chung với mình nè cả nhà. À, mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Ăn cơm xưa. Ăn cơm. âm cân. Chồng mình mắc cỡ cả nhà, ngại hơi ngại. Như sầu vừa tôm. Hôm nay mình ăn với lại kim chi cả nhà. Cái này là kim chi nè. Cái này là thịt thịt mình làm á cả nhà. Cái này là đậu hũ non á để xào thịt thịt xào á cả nhà. Bằm á, xào rồi cái mình để đậu hũ, để vô đậu hũ như này ăn ngon lắm. Cái món đó là cái món của người Hoa đó cả nhà. Chưa bao bao lại xưa con sai xong thôi luôn. Chồng mình mới làm gì cả nhà, tắm rửa nấu đồ ăn ăn cơm liền. Ngon. Mình ăn cơm mình ăn muỗng quen rồi đó cả nhà, cầm đũa hồi cái quên. Quên cái cầm muỗng lên. Chồng mình lên đây quay á, mà không biết nói gì hết. Làm về nó bụng. Đó mới qua đây cả nhà, mình đâu có biết nấu ăn đâu. Ngày nào chồng mình á cũng mua đồ ăn ở nhà, ơi mua đồ ăn ở ngoài về mình ăn không được, ăn không quen nữa. Giờ cái mình có bà chị á mua cho mình quyển sách nấu học nấu ăn á cả nhà. Cái mình học trong đó, mình nhìn trong đó mình học rồi mình nấu ăn được. Trong đi làm á người ta điện để làm á cái nhà, bấm điện thoại suốt luôn. Hay là mình quay á. À, có chồng mình ngồi chung á nói chuyện không được tự nhiên, mình phải nói tiếng Hoa. Hồi đó chồng mình đó cả nhà, à, mới qua đây á mình nhớ là mình mắc cừ, mình đau bụng á, mình nói mình không biết nói cái từ đau bụng á cả nhà. Cái mình kêu chồng mình mua, mình nói đau bụng á để cho chồng mình dắt đi đi vệ sinh á, mà chồng mình không có hiểu, mua chai dầu gió cho mình sức.
Việt Nam mình là dễ ăn lắm ha. Hay là mình nghĩ ăn uống khẩu vị khác ha. Chồng mình khó ăn dữ lắm luôn á. Mình không thích nấu, mình không biết nấu ăn nữa. Mình không biết nấu ăn rồi. Không hỏi tôi gì chứ. Ở bên đây ăn đơn giản lắm cả nhà ơi. Tại mình quay á, đỡ nhiều món thì thôi. Bên đây họ ăn ăn uống đơn giản. Chồng của mình á, bữa nay thì anh quay với mình giống như người vô hình vậy cả nhà. Chồng mình ăn ăn không thích nói chuyện, nhưng mà mình cay quá, tôi rơi vô trần ra, chưa đâu ra mà, trứng. Chưa có bao nhiêu đoạn xưa hả? Quần thì ra mà. Cái này dễ nóng lắm đấy nhỉ. Đậu hũ á, mua về đậu hũ non. Muốn ăn nóng thì hâm lại, không muốn ăn nóng thì để vậy luôn. Cái mình xào thôi, mình bỏ vô. Cay quá cả nhà ơi. Thịt này mình ướp với lại chao quá cả nhà, ngon lắm. Mình ướp ướp thịt với chao quá để mình chiên. Chiên lên đó, nó ngon hơn. Nhà kế bên ở phòng nó cả nhà. Nàng kêu chồng mình lên á, về chung mình giống như người vô hình. Ngon quá. Chồng mình ăn ớt lắm cả nhà ơi. Mình thì không ăn ớt. Từ hồi mà lấy ảnh tới giờ mình ăn ớt còn hay hơn ảnh. Không phải hay mà biết ăn ớt thôi chứ không phải hay nữa. Thôi video của mình đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Để cho mình quay á, chồng mình ăn á không có tự nhiên á, nó hơi ngại cho nên im gu từ nãy giờ luôn á. Thôi bye bye cả nhà nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình nha.